ba lăng. Quay qua chất âm của con Kenwood 4070 và cặp loa Boss 301 Series 4 thì nghe những cái dòng xịn và dòng hàng Mỹ, hàng xịn sò thì nó nghe nhiều cảm giác nó không mệt, cảm giác càng nghe càng cuốn hút đấy. Và em bán con âm Lee Kenwood này với giá là 3.400.000 đồng Kenwood GE 4070. Các bác tẹt giá trên mạng thì các cửa hàng đều bán là sắp xỉ trên dưới 5 triệu đấy. Và em đang đẩy một cái mức giá rất hợp lý để cho các bác chơi, vì con này tình trạng là không có radio, các bác về có thể tự sửa chữa hoặc là mang ra thợ sửa chữa, mà nếu cần thì em sửa chữa thì em sẽ báo giá sau đó. Bác nào thiện chỉ thì ở cửa lô cho em. Và cặp loa 301 series 4 màu vân gỗ rất đẹp, hàng bao rin bao chuẩn chỉ, cặp sổ trung sổ series, và gân của nó là đạt thấy là bởi vì gân nó mục và thấy là thấy gân xịn, gân rất xịn sò, cảm giác thấy mà giống như gân nguyên ban đầu, gân là xịn sò, cái gì nói thấy là thấy mà nói xịn là xịn. Đó, cửa hàng bên em nó uy tín và chất lượng vẫn là đưa ra một cái tiêu chuẩn là phải rõ ràng. Tình trạng Kenwood rất là đẹp, nói chung nó không bị mọc mẹo cong vênh. Hàng như thế nào thì cứ đẩy nguyên thế đó. Vâng, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem video của em.